Cô thân ấy chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học sinh học lớp 10 của trang web olm.vn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vai trò của vi sinh vật nhé. Nội dung bài học gồm hai phần chính: vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên và vai trò của vi sinh vật đối với con người. Trước hết, chúng ta sẽ cùng khám phá về vai trò trong quá trình chuyển hóa vật chất tự nhiên nhé. Trên đây là một lưới thức ăn trong tự nhiên với sự tham gia của thực vật, vi sinh vật và rất nhiều loài động vật như thỏ, dê, sâu, mèo, hổ hay chim. Vậy, nhìn vào đây, em hãy xác định xem vi sinh vật là mắt xích thứ mấy? Chúc mừng các em đã trả lời đúng rồi đấy. Vi sinh vật chính là mắt xích cuối cùng và giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hệ sinh thái. Ở đây chúng ta có thể thấy thỏ, dê và sâu lấy chất hữu cơ từ cỏ. Mèo, hổ và chim lại lấy chất hữu cơ từ thỏ, dê và sâu. Tương tự như vậy, vi sinh vật lấy chất hữu cơ từ mèo, hổ và chim. Sau đó, chất hữu cơ sẽ được chuyển hóa thành chất vô cơ, tức là carbon dioxide, nước và chất khoáng. Và những chất vô cơ thì sẽ tiếp tục đi vào vòng tuần hoàn vật chất qua quá trình dinh dưỡng của thực vật. Cụ thể ở đây chính là cỏ, sử dụng chất vô cơ mà vi sinh vật vừa tạo ra. Như vậy, có thể thấy, vi sinh vật giúp chuyển hóa vật chất trong tự nhiên. Bên cạnh đó, đối với chất hữu cơ từ xác chết của động vật, thực vật hay rác thải và chất hữu cơ lơ lửng trong nước thì vi sinh vật có thể phân giải chúng, làm cho môi trường sạch hơn, hạn chế ô nhiễm. Cụ thể là hạn chế mùi hôi và giảm lượng chất hữu cơ dư thừa. Như vậy, vai trò tiếp theo của vi sinh vật đối với tự nhiên đó là làm sạch môi trường. Các vi sinh vật có khả năng phân giải chất hữu cơ thành khoáng chất. Ngoài ra, một số vi sinh vật còn có khả năng cố định đạm, góp phần cải thiện chất lượng đất và tạo điều kiện để hệ thực vật phát triển tốt hơn. Các em hãy xác định xem vi sinh vật nào có khả năng thực hiện điều đó. Đúng rồi, vi khuẩn rhizobium có khả năng cố định đạm. Như các em đã biết, nitrogen là một nguyên tố quan trọng đối với cây trồng. Ở trong không khí thì nó chiếm một lượng rất lớn. Tuy nhiên, cây trồng lại không thể sử dụng trực tiếp nguồn đó được. Vi khuẩn cố định đạm có trong nốt sần của rễ cây họ đậu có khả năng chuyển hóa N2 thành NH3. Nhờ đó mà cây có thể hấp thụ được nitrogen đấy. Vai trò tiếp theo của vi sinh vật đối với tự nhiên mà các em cần ghi nhớ đó là giúp cải thiện chất lượng đất. Ngoài ba vai trò mà chúng ta vừa tìm hiểu, thì vi sinh vật còn có một vai trò nữa, đó là tạo ra oxygen và chất dinh dưỡng để cung cấp cho các vi sinh vật dị dưỡng. Và chỉ có các vi sinh vật tự dưỡng mới có khả năng thực hiện điều đó. Vậy, cụ thể đó là những vi sinh vật nào? Em hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé! Chính xác, đó chính là tảo, trùng roi hay vi khuẩn lam. Chúng sẽ tạo ra oxygen và chất dinh dưỡng thông qua quá trình quang hợp, giống như ở thực vật vậy. Như vậy, qua bài học này, các em cần ghi nhớ một số vai trò của vi sinh vật đối với tự nhiên, bao gồm chuyển hóa vật chất trong tự nhiên, làm sạch môi trường, cải thiện chất lượng đất, tạo ra oxygen và chất dinh dưỡng để cung cấp cho sinh vật dị dưỡng. Để tiếp tục khám phá về vai trò của vi sinh vật đối với con người, các em hãy đón chờ video tiếp theo nhé! Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến Olm nhé! Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.